Hey, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Hush Go. Ok, thì ở các video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách bắt khá là nhiều con Pokemon huyền thoại rồi, hầu như là gần xong rồi đó. Sắp hết tất cả các Pokemon huyền thoại của Pokemon Hush Go rồi. Ok, thì ở video này mình sẽ thay đổi một chút xíu, đó là mình sẽ ngừng bắt Pokemon huyền thoại lại và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy một con Pokemon nó khá là đặc biệt, đó là con Pichu. Pichu tức là con chuột điện mà khi nó tiến hóa lên nó sẽ tiến hóa thành Pikachu á. Tức là con Pichu này là cái thể đầu tiên của Pikachu, sau này nó tiến hóa lên sẽ thành Pikachu. Thì con Pichu này á, nó đặc biệt một cái là cái lỗ tai của nó sẽ có hình cái gai nhọn, cho nên nó được gọi là Spike-Eared Pichu, tức là Pichu tai nhọn. Ok, rồi thì để lấy được con Pichu này á, mình phải có được con Pichu thường trước cái đã. Thì mình sẽ dùng code hack để mà hack lấy con Pichu thường. Ok, code thì mình đã add sẵn rồi, bạn nào chưa biết cách add code hoặc là muốn lấy code đó thì hãy mở mô tả video này ra và lấy nha. Rồi bây giờ mình kích hoạt code và mình vào mình lấy. Đấy, có ông mã màu xanh đang đứng ở đây. Đây, nhận được con Pichu. Đây, level 30, mình sẽ chắc nó sau. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra cho nó đứng đầu đội hình. Rồi, bây giờ để lấy được con Pichu tai nhọn thì mình sẽ bay về Kanto. Thì bây giờ bay về Johto, mình nhầm. Từ Kanto mà quay về Johto thì mình không cần phải đi tàu biển hay là tàu điện ngầm gì nữa, mà mình chỉ cần bay về Victorino là được. Ok, thì ở đây là cái điểm giao nhau giữa Johto và Kanto, cho nên khi mà đứng ở Victorino này mình có thể bay đi bất kỳ thành phố nào mà mình muốn. Thì mình sẽ bay về đây và sau đó mình đi qua cái Iplet Forest, tức là khu rừng Iplet. Rồi, mình đi qua phía bên trái nha. Thì mình sẽ dùng cái Mask Rebel luôn cho đỡ phải gặp Pokemon hoang dã. Đây, Iceless Forest. Thì mình sẽ đến được cái đền cầu nguyện mà lúc trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm nhiệm vụ của Celebi á. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái đền đó. Đây chính là cái đền này. Đấy, thì con Pichu tai nhọn nó sẽ nhảy ra, nó gặp bạn của nó là một con Pichu, nhưng mà một trong những cái lỗ tai á thì là nó có hình nhọn. What the hell, chạy đâu vậy? Thì ông này nói là những đứa trẻ và Pokemon thường biến mất xung quanh cái miếu đền này. Thì thực chất là việc đó là xảy ra là do Celebi ha. Ông này nói là con Pichu này nó thường sống ở khu rừng này và nó rất là cô đơn mình. Nhưng mà hôm nay thì nhìn nó có vẻ tràn đầy năng lượng vì có vẻ như là những người bạn cũ lâu ngày thì cuối cùng đã gặp lại nhau sau một thời gian dài. Thì nó đã gặp lại bạn nó mà, cho nên là nó cảm thấy rất là vui. Bình thường thì nó rất là buồn vì nó chỉ có một mình thôi. Zap zap chu. Ok, ai nhận được một cái Pokeball và dùng cái bóng này để mà cho con Pichu tay nhọn vào. Không cần đặt tên. Ok, mình sẽ kiểm tra nó ngay luôn.
Ok, kiểm tra con Pichu thường trước đi ha. Đấy, đây là con Pichu thường, các bạn có thể thấy hai lỗ tai của nó thì không có gì đặc biệt cả. Cái mà item nó đang cầm đó là Everstone, cái item mà khi mà mang vào thì theo mình nhớ hình như là không tiến hóa đúng không ta? Level 30, chỉ số thì khá là thấp, chỉ có tốc độ là cao thôi. Cái tốc độ cao là cái đặc điểm mà thường thấy của các Pokemon hệ điện nha. Hiếm con Pokemon hệ điện nào mà tốc độ thấp lắm, thường đó là hệ điện là thường là tốc độ nó rất là cao. Ok, 4 chiêu Shark. Chiêu này là làm tăng cái sức phòng thủ phép vô Attacker 120 sát thương của vật lý hệ điện. Wow, ghê vậy. Nhưng mà cái chiêu này thì nó cũng gây ra sát thương cho Pokemon sử dụng luôn. Ok, nghe có vẻ giống như Takedown. Endeavor, chiêu này thì khi mà đánh á, thì sẽ làm cho cái máu của đối phương bằng với cái máu của Pokemon sử dụng chiêu này. Thí dụ mà Pokemon đối phương còn 100 máu đi, mình còn một giọt, mình đánh bụp cái là con Pokemon đối phương cũng còn một giọt giống mình luôn. Endure. Cái này là gì ta? Endure, để từ từ mình test nha, tại mình cũng chưa rõ chiêu Endure này để làm gì. Ok, tiếp tục mình sẽ kịp đây. Các bạn có thấy con Pichu này thì cái lỗ tai của nó là khác với con Pichu hồi nãy. Đây nè, con này con thường. Còn con này là lỗ tai của nó bị tách ra làm ba cái gai nhọn, giống như ba cái gai nhọn á, cho nên gọi là Pichu tai nhọn. Ok, chỉ số thì mình thấy còn thấp hơn con hồi nãy nữa. 4 chiêu Helping Hand, chiêu này thì để tăng cái sức tấn công của đồng đội trong cái cuộc đấu đánh đôi. Chiêu này thì mình thấy là không có hữu dụng cho lắm ha, chỉ có đánh đôi trong cuộc chiến đánh đôi thì mới sử dụng thôi. Volt Checker là giống như con hồi nãy, quát gờ. Chiêu này sẽ làm cho Pokemon sử dụng trở nên bấn loạn, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ tăng cái sức tấn công vật lý của nó lên. Band Slip là Pokemon sử dụng chiêu này thì sẽ hình như là khi mà bị tấn công thì nó sẽ chia sẻ bớt đam cho đồng đội của nó. Ok, rồi vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để lấy con Pichu tai nhọn. Con này thì nó là một cái Pokemon khá đặc biệt, mình không biết nó có phải là shiny hay không. Bạn nào biết thì có thể comment ở dưới cho mình nha. Mình không biết nó có phải là shiny hay không, nhưng mà nó là một con Pokemon có thể nói là độc nhất, vì cái lỗ tai của nó khác với những con Pichu còn lại. Ok, rồi vậy bây giờ mình sẽ cất hai em ấy vào và lấy cái đội hình cũ của mình ra. Rồi, đội hình cũ quay trở lại. Ok, và video này của mình cũng chỉ ngắn như vậy thôi. Ở video sau thì có thể mình sẽ tiếp tục bắt một bên điện thoại của Pokemon Hot Go này. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like, share cho bạn bè, share lên Facebook và đừng quên đăng ký kênh của mình để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.